Hôm nay chúng ta sẽ có một cái tiết mục mình gọi là cơm thêm. Cho nên đầu tiên thì chắc Y xin mời tất cả các diễn viên của Sài Gòn tới lên đây. Xin mời các bạn Trọng, Uy Nguyễn, Nhi. Ok. Thì để mà mình khởi động cái trò chơi này thì mình sẽ bắt đầu với một cái trò chơi nó rất là, em cũng không biết giải thích làm sao, mình gọi tên là Tếu Đóng Băng. Nói đơn giản á là các bạn sẽ lên đây thể hiện một cái tình huống bằng ngôn ngữ hình thể của mình. Đến bất kỳ một lúc nào thì em sẽ có quyền nói một cái chữ là dừng. Thì lúc đó các bạn sẽ phải dừng lại. Và những cái bạn chơi ở ngoài phải tìm cách bước vào thay thế bạn diễn của mình. Nhưng mà thay thế cùng cái dáng người nhưng đổi cái tình huống thành một tình huống khác. Đó, mọi người thấy không? Em giải thích là thường không ai hiểu đó. Cho nên thường mình coi đi. Mình coi đi. Rồi, bây giờ trò chơi Tao Đóng Băng bắt đầu. Xin mời hai người bước lên đây ạ. À. Mọi người cho em một cái hoàn cảnh để mọi người muốn hai bạn lên đây gặp nhau ở đâu? Nhà sách rồi, có ai có địa điểm nào nó bớt triết học hơn không ạ? Nhà xác. Oh wow. Trời ơi, gần đất xa trời luôn. Rồi ok, gặp nhau ở nhà xác rồi, cho hai bạn lên đây gặp nhau ở nhà xác làm gì làm nè. 2 3 lên. Lại trời ơi, thúi quá Thúi thiệt mày ơi. trời ơi cái bà này bây giờ phải lấy đi, phải gom cái xác về thôi, công an nghi chết. Thôi lẹ đi, lẹ bây giờ lẹ lẹ đi tao lấy nha, ok tao lấy cái chân mày lấy cái rồi đầu. rồi ok đây lẹ 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 Bé con kiểu kỳ mày, con phải bé vậy này hiểu không? Xách cái nách lên, bé kỳ cục vậy. Không, con em nuôi khác anh. Vậy hả, nuôi con sao? Em nuôi kiểu khác chứ, chứ con tao mày hay không nhỉ? Con em nuôi là gì, phim sách gì nè? Trời ơi sách kỳ. Em Gen Z nuôi con đâu biết được con. Con để con tao lên đầu. À vậy hả? Dễ thương không? À nhiều khi em quăng vậy nè. Con nhiêu tuổi rồi? Hả? 3 tuổi. 3 tuổi hả? Con tao 13 tuổi rồi. À vậy hả? Ờ. Nhiều khi em tung nữa. Tung nữa đâu tung sao? Tung lên. Lẹ mỏi nhanh lên. Những ngôi sao trên cao là người bạn thân sao? Lắng nghe em luôn thun về một tình đầu đẹp tựa chiến bao. La 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 la. Không thuộc lời. À hay á, em hát gì mà em coi được á hả? Em hát như vậy mà em coi được đó hả? Ủa là em hát rồi sao tôi bán vé cho khán giả coi. Hay để em hát em mượt múa luôn nha. Bây giờ em bây giờ tôi không cần nghe em hát nữa, tôi chỉ cần em lấy hơi thôi. Được không? Bây giờ tôi để tay là cái bụng của em. Em lấy hơi nha. 2 3 chừng nào tôi kêu nín thì mới nín nha. 2 3. Mình dừng ở đây luôn nha mọi người, em sẵn sàng đứng như vậy nửa tiếng hồ vậy. Trời ơi, con mình nó lớn tới đây rồi em ha, trời. Trời ơi, vợ. Baby à, baby có bị đau bụng không? Trời ơi, để anh kêu rap cho baby nha. Đó, trời ơi. Thôi baby nằm xuống đi, baby nằm xuống đi cho nó thoải mái. Ừ, trời ơi, coi chừng bật. Em có chắc là em sẽ dựa vào người anh không? Tao tập vậy được chưa ba? Tập gì vậy ba? Mày nhảy tao coi, mày hip hop tao coi coi. Mày trời hip hop rồi. Trời nè, cầm nè. Hip hop đi ba. Bánh của tao, nè. Làm gì? Lấy cái bánh này, lấy cái bánh. Xuống mày làm thủ môn lại đi. Cái thằng mày không chơi được đâu. Thôi mày ngắm coi đá được đá. Mấy cái người con là tốn giải lắm nha con. Đứng im, đứng im, đứng im. Để ba coi. Nhột. Nói chung người cũng may đồ hả? À may sao? Chú discount cho. Chú discount cho con. Dạ không biết. Chú discount cho con phần đít nha, để chú đo cho. Em xin lỗi. Đúng rồi, chứ anh Tùng lên á. Nhanh lên.
Trời ơi con ơi, cục trĩ nó bự quá trời. Đó, không, con đừng có đứng dậy, con phải cong người lên, đó mà cong người lên, đó, cong cong ấy lên, ờ, ứng lên, đó, cúi xuống, đó, để chú coi cục trĩ coi. À, ok, ok, rồi bây giờ con thử gồng người cái mà, gồng, đưa tay hai bên lên, đó, gồng lên, đó, coi, trời ơi, nó lòi ra tới nơi rồi. À, bây giờ phải giải phẫu gấp là bây giờ là phải phải cắt nha con, bây giờ chú tiêm thuốc ngay đây nè, rồi con thấy tê chưa? Em chắc chưa? Ok anh Tùng đúng không? Đánh coi mà anh nhéo lỗ tay em. Ok. Đó, sợ quá. Rồi đó là một trò chơi khởi động. Rồi trò chơi tiếp theo của chúng ta sẽ là một cái trò chơi tên là tếu phỏng vấn. Mình cần ba người, người đầu tiên là chắc Nam đi. Nam, Trọng, Uy Nguyễn. Rồi ok, mời lên đây. Rồi, thì cái trò chơi này á là sẽ có một người làm phỏng vấn viên, phỏng vấn cho hai người còn lại đến xin việc. Một cái công việc mà hai người này hoàn toàn không biết. Thì công việc đó sẽ do mọi người lựa. Thì đầu tiên thì chắc chúng ta sẽ nhờ hai bạn nào là hai bạn ứng viên đâu? Ứng viên. Ok rồi vậy hai rồi xin mời hai ứng viên đi ra ngoài để không gian để không không nghe được các bạn bàn luận gì nha. Rồi. Ok, rồi thì Trọng sẽ là người phỏng vấn cho cái công việc này. Thì bây giờ mọi người có một cái nhiệm vụ là chọn cho em một cái nghề, nghề nào lạ lạ xíu, nghề nào khó khó xíu, và lát hồi á là các bạn kia sẽ vào đấy. Hello tụi em. Ôi nhìn trẻ thế. Nhìn. Dạ. Ok, hello. Anh hỏi là không biết là tụi em đỡ được mấy lần rồi. Dạ em đỡ được trên dưới 10 lần rồi. Dạ. Ok. Còn em thì sao? Em thì gấp đôi cái con số đó, tầm khoảng 20 lần rồi. 20 lần hả? Có lần nào mấy đứa làm rớt không? Anh hỏi thiệt, để đảm bảo thôi. Có lần nào mấy đứa làm rớt không? Tại nó trơn quá anh ạ. À. Ok. Không. Mặc dù nó rất là trơn nhưng mà em... Có một lần em làm rớt nhưng mà em đỡ được. Và khách hàng của em vẫn hài lòng về chất lượng sản phẩm. Họ không biết. Họ không biết hả? Ok, tốt. Còn em thì sao ta? Không biết kinh nghiệm của mình thế nào? Em chưa bao giờ làm rơi. Dạ. Tại vì sắp rơi là nhét vô lại rồi. Tốt. Được. Thì nhìn chung về công việc sẽ đòi hỏi tụi em phải khéo tay một chút xíu. Đương nhiên. Dạ. Thì nếu như mà lúc đó khách hàng của em lo lắng quá, thì em sẽ trấn an họ bằng cách nào? Dạ, em sẽ nói là không sao đâu, ai cũng có lần đầu mà. Ok, ai cũng có lần đầu. Dạ. Em đồng ý với bạn. Mình phải có chính kiến một chút xíu cho em. Trời ơi. Lần sau sẽ có kinh nghiệm hơn. Ok, em bào khách hàng của anh dữ quá luôn á, mấy đứa bào quá luôn. Cho anh hỏi là trong cái công việc này, anh nghĩ là tụi em cần phải học cái cách để cẩn thận là rất quan trọng. Ngoài ra thì anh, em nói em nghe nha, cái kỹ năng của em đó là chăm sóc người ta. Em rất là chu đáo. Em chu đáo lắm, em vệ sinh lắm. Đó. Ok, có cảm giác như đang đi xin việc. Phải phỏng vấn làm sao để xíu nữa hai đứa này cho mình đậu. Bình thường tụi em sẽ làm sạch bằng cách nào?
Có cái vòi nước. Ok. Còn em thì sao? Dạ, trước thì em cũng lâu như bạn thôi. Nhưng mà gần đây theo dịch Covid thì em theo trend em xịt cồn vô. Đó hay đó mày, tao thử. Không thì có lần nào bị dị ứng không em? Dạ không, thật ra thì kiểu chủ thể cũng khỏe cho nên chắc cũng không. Okay. Dạ, dạ. Đó. Anh sẽ liên lạc lại cho tụi em nếu như hôm nay anh không bị đuổi việc. Rồi, xin mời, đoán dễ quá. Đoán. Đỡ đẻ. Đỡ đẻ hả? À, mọi người thấy không? Bác sai đúng không mọi người? Bác sai đúng không? Bác sĩ phụ sản, em biết bác sĩ phụ sản làm gì không? Làm gì anh? Ý là ngoài đẻ ra còn có những nhiều thứ khác lắm á. À. Không, mà hèn chỉ đuổi việc rồi. Ok, cảm ơn em. Thì bây giờ đó, cái trò chơi như sau, sẽ có hai diễn viên lên đây và tạo thành một cái cảnh diễn, thiết lập một cái cảnh diễn dựa trên gợi ý của mọi người. Em sẽ hỏi mọi người là các bạn này đang ở đâu, mối quan hệ của các bạn là gì. Nhưng mà quan trọng nhất á, là hai diễn viên á, sẽ cầm mỗi người ba tờ giấy từ cái hộp này. Đây là cái hộp nhắc thoại. Thì tức là trong bất kỳ lúc nào diễn viên có thể lôi một tờ giấy này ra và đọc cái câu thoại ở trong này. Và phải làm sao cho nó hợp lý với cái hoàn cảnh đang có. À, làm sao làm không biết. Và tất cả diễn viên đều không biết trong đây có gì cả. Tại vì đây là một cái hộp chứa đựng sự biến thái của những người ở đây. Thì để xem chúng ta đi tới đâu. Ok, bây giờ mình cần hai người, ai muốn xung phong chơi chơi này. Ok, Nam trọng đúng không? Rồi ok, xin mời hai người. Rồi, mời hai người bóc mỗi người ba tờ. Ok, rồi bây giờ em sẽ hỏi mọi người hai bạn này đang ở đâu? Cho em một địa điểm. Sân bay. Rồi, sân bay có ai có địa điểm nào khác không? Đường ray xe lửa. Ok, nghe đường ray xe lửa có vẻ hình tượng nè. Ok, đường ray xe lửa rồi. Mối quan hệ giữa hai bạn là gì? Sugar Daddy, Sugar Baby. À, ok. Sugar Daddy, Sugar Baby ở đường Sugar Daddy, Sugar Baby mà dắt ra đường ray thì cũng hơi rẻ ha. Ờ... Đây không phải là lúc tôi phán xét nha. Ok rồi. Sugar Daddy, Sugar Baby, ra xe lửa, 2, 3, vô. Anh đừng có cản tôi nha. Tôi nhảy xuống. Đừng em, đừng. Tôi nhảy xuống. Đừng, bình tĩnh. Sao nó chọc vậy? Anh hứa là tháng sau anh sẽ tăng tiền lên chút xíu. Thiệt không? Thiệt mà. Thiệt. Bữa sau mình đi chỗ khác được chưa? Tôi không có hiền nói nha. Thôi, được rồi. Bây giờ anh nhớ không? Ngày nào, tháng nào anh cũng hứa đó. Anh nhớ tháng trước anh hứa gì không? Anh, tháng trước anh hứa. Tháng là... trước anh hứa như vậy nè. Anh hứa là không làm trà xanh. Chỉ uống trà sen. Em đừng có. Vậy mà anh nợ anh có vợ. Mà anh còn cô tôi. Em đừng có nghe. Tôi vậy luôn. Em đừng. Em đừng có nghe mấy cái tin. Mấy đứa tụi nó nói tầm bậy tầm bạ. Không có trà xanh nào, trà sen nào hết. Chỉ có em thôi. Chỉ có sữa đặc Phương Nam thôi. Không có trà xanh, trà sen nào hết. Em cứ bình tĩnh nè. Thôi nè, em có nhớ là hồi đó lúc mà mình quen nhau á, là mình đã hứa với nhau một câu thề rồi. Đúng không? Lỡ mà không nhớ, có chuyện gì đi nữa thì mình cũng sẽ... Tuy xấu nhưng mà được cái không có giàu. Cái gì vậy? Là tại vì hồi đó anh chưa có giàu. Anh nói sao? Thiệt. Tại hồi đó anh chưa có giàu. Tôi tưởng anh giàu tôi mới quen anh. Không, đó là hồi đó mà em bình tĩnh. Còn bây giờ mình đỡ rồi. Bây giờ mình đỡ xấu, đỡ giàu rồi. Nghe anh đi về, tháng sau anh dắt ra hồ chơi. Không tin nữa. Thôi mà. Tôi nói thiệt với anh nha, tôi đã gặp vợ của anh rồi. Không có phải vợ chồng gì đâu, em đừng có quan tâm. Anh nghe nè, người ta nói với tôi như vậy nè. Điêu. Người ta nói anh điêu lắm. Anh không chỉ có mình tôi. Không có điêu, thiệt. Thực sự là chỉ có mình em thôi. Anh giải thích đi. Giải thích đi. Em thiệt là không có kính trọng gì hết.
em bình tĩnh ha. Trong hợp đồng của mình có những cái điều khoản rõ ràng, được chưa? Sao điều khoản? Nếu như mà có chuyện gì đó xấu xảy ra thì anh sẽ bồi thường cho em đàng hoàng. Mà trong những trong cái hợp đồng giữa mình đi nữa, nếu mà anh lỡ có điều với em á thì anh hứa là anh sẽ sao? Sẽ sao anh? Anh sẽ siêu siêu ẩn ẩn. Anh sẽ là siêu sao? Siêu ẩn ẩn. Siêu siêu ẩn ẩn. Là sao một thiệt? Siêu siêu ẩn ẩn. Tức là anh sẽ đắm xuống sông vì em. Và anh sẽ ẩn. Tôi nhảy xuống nha. Đừng nhảy xuống. Siêu siêu ẩn ẩn. Lần này là lần cuối cùng nha. Được chưa? Tôi nói với anh một lần cuối cùng thôi nha. Lần cuối mà. Lần tôi cuối, không muốn ấy. Không có lần thứ hai đâu. Tôi làm cái nghề này tôi đã khổ lắm rồi nha. Về đi. Anh tăng lương cho. Chắc chưa? Nha. Ủa. Đừng có giận. Đúng là em nhìn không nhầm người. Đúng rồi, sao mà nhầm được? Hồi đó lúc mà em quen anh á, mọi người đều phản đối. Vậy hả? Người ta sao? Người ta nói là không nên đâu. Không nên. Nhưng mà em đi coi bói. Ừ. Thầy bói nói với em một câu này mà em quen anh luôn nè. Trời ơi. Nói nè. Ông nói gì nè? Nói sao? Hiền. Hôm nay em tuyệt lắm. Anh không biết ai tên Hiền hết luôn. Thiệt, anh không biết đó là ai luôn. Ông coi lộn rồi. Anh chỉ có em thôi. Em coi thầy nào á chứ. Thiệt, em coi thầy nào, em coi lộn, không có Hiền nào ở đây hết á. Bây giờ anh nói đi. Thiệt, không có thầy nào ở đây hết á. Không tin, anh mở điện thoại cái đọc tin nhắn của anh cho em coi. Tao, anh mở điện thoại tin nhắn rồi tôi hôm qua thấy con nhỏ nào nhắn cho anh đúng không? Gần nhất của anh nè. Tin nhắn gần nhất qua là gì? Condom. Chết rồi ơi. Không, condom này là, nó viết thiếu, con này là condom đó. À, condom đó. Condom đó. Condom đó. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Ok. Sẽ có hai cặp khác nhau, hai cặp diễn viên. Cặp diễn viên thứ nhất sẽ là cái cặp diễn viên có một cái cảnh diễn do mọi người gợi ý. Cặp diễn viên thứ hai á, sẽ là học trò của cặp diễn viên thứ nhất. Cho nên cặp diễn viên này sẽ ngồi xem hai người này diễn. Nhưng cái vấn đề á, là cặp thứ hai á, sẽ đeo tai nghe và không biết được là cái cặp số 1 này đang nói về cái gì. Thì sau đó cặp diễn viên thứ hai có nhiệm vụ phải tự nghĩ ra, tự hiểu coi là cái cặp thứ nhất đang nói cái gì với nhau, đang làm cái gì, rồi làm sao thấy hợp lý với lại cái hoàn cảnh của mình thì thôi. Ok, thì bây giờ cặp diễn viên thứ nhất sẽ là Nam với Nhi. Rồi, và cặp diễn thứ hai sẽ là Ti với Trung. Bây giờ mình sẽ cần tai nghe cho Ti với lại Trung. Mình sẽ đeo vào, mình sẽ nghe nhạc để mình không nghe được là hai người này đang diễn gì. Rồi, ok. Ok, rồi, bây giờ mình nói nhỏ, mọi người thì mình nói nhỏ. Bây giờ mọi người muốn hai diễn viên của chúng ta sẽ có một cái cảnh diễn ở đâu? Cho em một nơi chốn. Khách sạn. Ok, đó, ví dụ khách sạn, rồi gì nữa, có ai có chỗ khác không? Có chỗ nào văn minh hơn không? À, Sun Gold à không? Cái gì? Bắc Cực. Ok, có ai có chỗ khác nữa không? Cà phê chòi. Cà phê chòi. Ok, nãy giờ em có cảm giác là trong 4 chỗ đây có 3 chỗ đó tệ nạn rồi ha. Cho nên mình về Bắc Cực đi ha. Ok, mình về Bắc Cực rồi. Mối quan hệ của hai người này là gì? Mẹ con. Ok, mẹ con ở Bắc Cực. Wow. Mẹ con ở Bắc Cực, ok chưa? Rồi, hai người sẽ phải diễn một cái cảnh mẹ con ở Bắc Cực. Và sau đó, hai người kia sẽ quan sát và diễn lại đúng cái cảnh này theo trí tưởng tượng của các bạn. Ok. Mẹ ơi. Sao vậy? Con lạnh quá mẹ ơi. Ôm mẹ nha. Ừ, ôm đi. Mẹ cũng lạnh nữa. Lạnh quá trời. Bây giờ ba bỏ mình đi rồi. Bây giờ hai đứa mình phải đi câu cá. Đúng rồi. Để ăn. Bây giờ con thấy cái lỗ ở đây không? Mẹ khoanh cái lỗ nè. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cá sợ. Con lấy mẹ cái cần câu nhanh lên. Trời lạnh quá. Biết gì tôi không mặc cái quần này. Nè, con thảy xuống. Thấy không? Con thảy xuống. Lạnh. Đứng cầm đàng hoàng, đừng có rung. Để đó nha. Cầm nè, bây giờ nè, cầm nè. Con thấy cái này nó sủi lên là con giật lên. Ok chưa? Để mẹ cầm cái xiên đó. Ôi, sủi.
Giật đi. Trời ơi. Ủa đôi dép của ai vậy? Không biết. Chị bất cần có đôi dép vậy mẹ. Ông có cá mà đang làm sao mà không có cá. Dép của ba mày. Dép của ba không? Con ơi, dép của ba mày. Ông kêu ông đi mua sữa mà giờ này ông chưa về. Trời ơi, dưới đây con. Anh ơi. Anh ơi. Ba. Anh ơi. Chó. Ok, bây giờ đến lượt hai diễn viên tập sự. Ok, xin mời hai diễn viên tập sự lên sân khấu. Vẻ mặt rất hoang mang, ok. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chưa? Rồi, ok. Các diễn bắt đầu. Mày có chắc là chỗ này là dấu xác an toàn không? Đại ca ơi, đại ca rủ em đi cắm trại mà. Sao cuối cùng lại là đi giết người vậy? Thì bây giờ mày muốn cắm trại xong thì tao mày giấu cái xác xong rồi mình chơi cho nó vui. Bây giờ chút xíu nó hơi ráng. Má nghĩa địa lạnh quá. Để em lấy cái xẻng giúp cầm. Nghe quá đại ca. Mày làm cái gì mà nó lòi cái tay lên nè. Trời đất ơi. Bây giờ hai đứa làm lẹ đi nha chứ. Đi, bây giờ mình phải đào nhanh lên nha. Làm nhanh nhưng chính xác luôn. Mày làm sao nó đứt cái tay luôn rồi nè. Cái bàn tay rồi nè, bây giờ phải làm sao? Bây giờ em không biết phải làm sao chứ. Bây giờ đừng có đưa trước mặt em sợ lắm. Em xỉu đó. Chôn đi, vậy mày chôn đi, mày chôn đi. Sợ quá. Tao quên, tao phải làm gì tiếp theo rồi. Nhưng mà đi cắm trại đi. Bây giờ hai người vừa mới trải qua sang chấn trong cái chuyện là phải làm cặp thứ hai đúng không? Bây giờ em sẽ cho hai người làm cặp thứ nhất. Hại nó lại. Mọi người, bây giờ mọi người được hại nè, xin mời hai người lên đây. Rồi bây giờ hai người là kép chính rồi đó. Sau một năm training là mọi người là kép chính rồi đó. Bây giờ mình cần hai diễn viên phụ nè. Xin mời Nam. Tôi hả? Ủa là em hả? Ok rồi, vậy thôi em làm tập sự vậy rồi. Ok. Rồi, ok, rồi. Nhờ anh Ti hỏi mọi người nơi chốn và mối quan hệ. Rồi, ok. Rồi, em sẽ bịch tay vô. Ok, mọi người chọn cái nơi chốn là chỗ nào mọi người hè? Cái gì? Penthouse. Còn nữa không? Nhà tù. Mọi người thích nhà tù hay thích penthouse? Mối quan hệ là gì? Người yêu trong tù. Bây giờ là người yêu trong tù. Ok, ok, sao. Ok. Ok, vậy là người yêu trong song sắc. Ok. Anh Minh. Anh Minh, anh có nghe em nói không anh Minh? Ủa. Thu hả em? Anh Minh. Em bên đó hả? Đã cỡ cái này ra mới nói chuyện được nè. Anh Minh, nghe em chưa? Trời, sao em vô đây vậy? Em vô em thăm tù anh nè. Anh ở trong đây lâu lắm rồi. Bây giờ em cố gắng lắm em mới vô được trong đây. Nhưng mà bây giờ anh đang định đi ra ngoài thôi mà. Sao em vô đây rồi anh đi ra thang máy? Trời ơi, anh đừng có đi ra ngoài. Cái ngoài kia là bây giờ tụi nó đi ra là nó giết anh đó. Bây giờ khó khăn lắm em mới vô được trong đây. Em nói với anh ở trong đây tiếp 10 năm nữa đi. Khi nào tình hình ở ngoài đó ổn á thì em vô. Em sống vậy cũng mệt lắm á. Không, tất cả là anh Minh, tất cả là bây giờ muốn đụng cái tay á phải vô cái khe dưới đây nè. Nhẹ à. Nhớ nha anh, em đợi anh được. Đợi. Nhớ nha anh Minh, 10 năm sau em sẽ vô đây lại. Giờ, em cứu anh ra. Trước khi ra cho anh hỏi một cái khe này ngoài đưa cái tay mình còn đưa cái gì qua được nữa không em? Nên kết thúc ở đây trước khi nó vô đưa cái gì vô nữa. Thôi được rồi.
Ủa sao mày ở? Oh my god. Chết chưa? Ok. Rồi, ok. Ok, rồi vô nha mọi người, vô. Nam, mày lẹ lên, trời ơi. Giờ này mày còn nghĩa nữa. Trời ơi. Cái gì vậy, sao vậy? Cái vụ gì? Ủa toilet công cộng mà sao đây có cái lỗ vậy? Ủa? Trời ơi. Ủa? Toilet gì kỳ vậy? Mày không nghe chuyện gì rồi hả? Sao? Mày dính phốt rồi kìa. Trời ơi, sao vậy? Hôm bữa mày đăng story giờ lên kênh 14 mày thấy chưa? Trời ơi, bây giờ mày còn nghĩa nữa. Trời ơi, bây giờ sao? Tao đâu có biết đâu, bây giờ tao tới tao báo tin cho mày, mày hiểu không? Tao báo tin cho mày, bây giờ mày mà bước ra ngoài một cái một đống người ở ngoài kia, người ta sẽ bu vô mặt mày. Người ta chụp hình mày, người ta đăng thêm bài follow up số 1, số 2, số 3 nữa, mày không cần nói gì hết trơn á. Chứ bây giờ không vậy sao đi thi được? Ủa quên này có tường sao quýnh này được, xin lỗi. Quên, quên. Trời ơi, giờ sao đi thi? Đi thi, trời bây giờ mày còn quan tâm đến chuyện đi thi nữa hả? Chứ bây giờ sao không thi nữa? Bây giờ mày... Ít ra mình phốt phải có học phải không? Ok, bây giờ tao á, tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi, mày biết không? Tao là quản lý của mày mà. Bây giờ mình phải kiếm cách. Mà trước hết mày phải bình tĩnh lại. Mày mặc quần vô. Hay là bây giờ mình đổi đồ đi. Mình đổi mày đồ. Mày đi thi giùm tao. Mày thấy tao mày giống nhau con mẹ gì không? Chứ bây giờ mày mới nói phốt có học xong luôn á. Trời đất ơi. Mày có biết cái môn tao thi không? Tao có chuẩn bị phao trong đây nè. Mày không đi học môn đó đúng không? Đúng. Người ta không biết mặt mày đúng không? Đúng. Ok. Bây giờ mày đi thi giùm tao. Bây giờ tao đưa cái phao cho mày. Ok. Bây giờ mày đi thi giùm tao nha, nhớ nha. Ok ok, rồi. Ok. Bây giờ. Rồi. Tao nắm chặt như vậy. Tao nắm chặt vậy tao chưa nửa tay đó. Gì? Không, mày không thấy tao này tường. Quên. Cái gì vậy Uy? Làm gì Uy? Mày nên biết là dù mày có dính phốt, tao vẫn ở bên mày nha Nam. Trời ơi. Không. Từ khoan, em đoán nha, em đoán cái này phải tù không ta? Tù. Tù hả? Nhưng mà tại vì em ý là em rất quen, em nghĩ là nó là cái toilet tại mọi người đồ tay dưới đây. Em nghĩ là cái toilet. Ok, rồi, cảm ơn mọi người, đang kêu. Trời ơi.